Ngân hàng phước báu càng nhiều bạn sẽ càng giàu, bạn có biết không? Bất kỳ ai trong chúng ta, kể cả người giàu hay những người nghèo, đều rất thích giúp đỡ người khác, rất thích cho đi tiền bạc, thời gian, công sức, công hiến cho người khác. Vì chính cái cảm xúc lúc mà chúng ta làm những việc tốt đó, bên trong của chúng ta rất là vui và hạnh phúc. Cảm giác đó rất là khó. Có một việc nào đó, người xưa có một câu, có đức, mặc sức mà ăn. Rõ ràng, nền tảng của giàu có chính là phúc đức. Luật hấp dẫn là những gì bạn cho đi bạn sẽ nhận lại. Tuy nhiên, giá trị bạn nhận về không phải là giá trị đồng tiền mà nó xét trên cái cảm xúc yêu thương mà bạn cho đi người khác. Số tiền giá trị thấp nhưng mà cảm xúc bạn dành cho người khác dạt dào yêu thương. Số tiền của bạn nhận được có giá trị gấp nhiều lần so với tiền bạn đã cho đi. Điều kỳ diệu ở đây chính là giá trị mà bạn nhận lại không chỉ dừng lại ở một lần, bạn có thể tái sử dụng nhiều lần. Tức là khi bạn nhớ về những hành động bạn cho đi trong tình yêu thương và dành cho người khác thì bạn đang tiếp tục nhận lại những cái khoản tiền tương tự, vì luật hấp dẫn không có biết quá khứ hay hiện tại, nó chỉ quan tâm đến cảm xúc của bạn ở ngay bây giờ và ngay lúc này mà thôi. Vì những điều tốt đẹp mà bạn đã tạo ra thì bạn có quyền được phép tái sử dụng nó nhiều lần để thu hút dòng tiền về với mình dễ dàng hơn. Vòng lặp lại liên tục, quy trình cho và nhận tiếp nối nhau, dòng tiền của bạn càng ngày càng gia tăng. Đó chính là điều kỳ diệu của ngân hàng phước báu đó. Bạn hãy lấy sổ bút ghi chép lại những cái số tiền bạn cho đi ngày nào, ngày tháng năm, để mỗi lần bạn nhìn vào đó, hồi tưởng lại hình ảnh, cái cảm xúc lúc bạn cho đi, bạn càng thu hút được tiền bạc quay về với bạn. Cho nên bạn thấy người giàu họ rất là thích làm từ thiện, một phần cái cảm giác hạnh phúc linh thiêng này đấy. Bạn muốn học sâu hơn về bí mật tiền bạc, mời bạn ấn vào link bio bên dưới ảnh avatar trang cá nhân của Huấn để tham gia vào câu lạc bộ cùng với Huấn nha. Và hãy follow kênh của Huấn để nhận thêm nhiều video giá trị hơn nữa nha.